chào các bạn, xin chào tất cả mọi người đến video tiếp theo tôi kênh Phần Lan Test Zombie Tasman nha. Và hôm nay tôi sẽ sử dụng đây nhá, đây Dom Storm này. Đấy, tôi chỉ sử dụng Dom Storm để cho VS với lại các video vua này và tất cả các zombie đây nhá. Và đây bắt đầu tôi vào trong trò chơi đây. Đấy, trên màn này nha. Đây như Raventer này, như tôi gọi là mặt lạ. Thằng đấy, tôi sẽ gọi là mặt lạ nha. Thank you.
Thank you.
sau đây tôi xin được kết thúc video của tôi ở đây. Nếu các bạn hay tôi xin làm nhớ đăng ký ủng hộ kênh chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.